Câu chuyện này như Đức đã từng kể cho quý vị nghe rồi, chuyện người thật việc thật xác thật luôn. Nhà cũng tương đối gần nhà như Đức ngày xưa. Bây giờ không nói tới, gần nhà ngày xưa đi. Bây giờ thay đổi nhà nhiều rồi, không biết nhà ai. Hồi xưa ở dưới quê gần nhà. Các con nghe nè. Cái thằng này, thấy không? Nó quýnh cha nó, cha đi nhậu về, chửi mẹ nó kéo cha nó ra sân nó đánh. Mà trước đời của cha nó là cha nó quýnh ông nội nó. Kinh chưa? Iran luôn. Rồi xong cái thằng này nó lớn lên, nó có vợ, nó có gia đình, và nó sanh một thằng con trai, thì nó cũng là gì? Chửi, nhậu vô chửi bớ sùm xong, con trai nó kéo nó ra sân đánh nó cũng như ngày xưa, mà nó đánh cha nó vậy đó. Là hai đời nghe các con. Đời thứ ba, thằng con này có vợ sanh một thằng con trai nữa. Thằng này lớn lên thì cha của nó cũng nhậu nhẹt, đi về chửi bớ sùm. Nó kéo cha nó ra, nó cũng ra sân Iran, nó đánh cha nó Iran luôn. Là ba đời Iran. Đây là 100%. Ở dưới quê nhà Đức thấy rõ ràng. Kinh khủng chưa? Chờm sớm nha quý vị. Chờm sớm ai cũng nói vậy nè. Nhân quả thấy ghê thiệt. Người ta chỉ nói vậy thôi, nhưng mà người ta lại không làm. Quý vị coi rõ ràng chưa? Giọt nước trước nhiễu sau, giọt nước sau nhiễu gì, thấy ghê chưa? Đó. Còn cái câu chuyện này như Đức đọc rõ ràng luôn nè. Là hai vợ chồng này nuôi mẹ nha quý vị, mà đứa con dâu nó ác nhơn ác đức. Đứa con dâu nó ác còn như la sát. Nói chuyện với chồng nó nói nè, nó ngọt vậy đó. Cái thứ này nó ác lắm. Giỡn đó. Mẹ của anh gì, mẹ anh gì, mẹ anh gì, mẹ anh gì. Cuối cùng hai vợ chồng nó đưa mẹ vào, quý vị biết chỗ nào ở không? Nó đưa vào cái chuồng heo ở trong. Đây là câu chuyện như Đức đọc rõ ràng là từng giảng rồi đó. Mỗi ngày nó cho ăn cơm rất là ít, bà già rất là đói. Có lần hai vợ chồng nó đi đám tiệc ở nhà, cái nhà kế bên đem đồ ăn qua cho ăn. Khi đem qua cho ăn, nó về nó thấy, nó chửi không tưởng tượng được. Và từ đó về sau nó không cho ăn cơm. Nó lấy tấm heo nó cho bà già ăn. Kinh khủng chưa? Gia đình này có một thằng con trai. Sau này hai vợ chồng này già lớn tuổi, nó có vợ, nó cũng bất hiếu với hai vợ chồng này. Hai vợ chồng này nó đưa một cái xó ở, xong nó đem cháu vào nó kêu ăn đi. Thì cái ông già nó nói, mày là thứ con bất hiếu, tao làm cha mày, mẹ mày mà tại sao mày cho ăn cháu? Nói vậy ngày xưa ông đối xử với mẹ ông thì sao, mà bây giờ ông kêu tôi đối xử với ông tốt. Nó kinh chưa? Còn cái câu chuyện mà trong Phật giáo kể á, nghe lời vợ nói rằng, anh mẹ già rồi, đóng chiếc xe đi anh, đẩy mẹ lên rừng cho mát, ở nhà nắng quá. Chồng nghe lời vợ đóng chiếc xe, thằng con kế bên như xíu xíu ngồi kế bên nói, cha đóng xe làm chi vậy cha? Cha nói, mày hỏi chi nhiều, nít nói biết gì hỏi. Cha nói đi, đóng xe làm chi vậy cha? Tao đóng xe tao chở bà nội mày lên rừng, bà nội mày bà già rồi, ở trên rừng cho nó mát, cho nó nóng lắm. Con nói à, vậy thì cha để bà nội lên rừng xong cha đem xe cho con cái cha. Cha nói, chi mày để lên rừng đem xe gì mày chi? Nói là đem xe về cho con mai mốt cha già con đẩy cha lên rừng cho nó mát. Đây là cái quả ghê cho quý vị. Đó. Vậy mà đành đoạn đẩy mẹ lên rừng, đẩy cha lên rừng. Rồi xong á, lập mưu kế là cướp đến rồi để cho hai người này chạy đi. Vị coi á, hai vợ chồng lập mưu kế là tại vì cha mẹ già mù rồi,
kêu cướp 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 cướp. Vậy mà người cha người mẹ nói: con ơi chạy đi con ơi chạy đi con, bỏ để ba mẹ đây, hai con chạy đi để cướp giết con nghe. Vậy coi, mà chính con lập mưu kế để đối xử với cha mẹ như vậy. Vậy mà cha mẹ vẫn bảo vệ con vô điều kiện. Nên mỗi người quý vị đã từng làm cha làm mẹ, bây giờ quý vị có thấy phải rõ ràng là quý vị đến với con quý vị vô điều kiện không? Rất là nhiều việc quý vị đến với con quý vị vô điều kiện. Và hôm nay quý vị có nhận thức được rằng cha mẹ của mình cũng đã đến với mình vô điều kiện. Nên vì cái nhân cách đạo đức, xin thưa quý vị, dù cha mẹ mình đến với mình vô điều kiện, nhưng chúng ta phải có một cái trách nhiệm là chăm lo nuôi dưỡng cha mẹ của mình. Đây là việc đạo đức làm người phải làm. Phải làm. Nên mỗi một con người phải nhận thức cực kỳ sâu sắc. Đừng bao giờ nghe lời vợ, nghe lời chồng mà đối xử với cha mẹ ruột mình tệ. Có một lần cái cô nọ, cô tới tuổi cô đi có chồng, tới tuổi có chồng biết không? Cô điện thoại lên cho Nhuận Đức, tưởng nó mời đám cưới. Biết nói gì không? Thầy thầy, con cũng sắp sửa có chồng, con nhìn ba con có nở có chồng. Mà không có chồng thì không được, thầy biết rồi. Gái lớn lên mà không có chồng cũng không được. Nhưng Đức nói cái gì đâu mà không được, thì có chồng thì không có chồng thôi, có gì đâu mà không được. Nói thầy không, thầy đi tu thì không có hiểu đâu, chứ mà lớn rồi không có chồng chờ sớm ta dị nghị dữ lắm. Nhưng Đức nói cái gì mà tôi không hiểu. Cái gì tôi cũng biết hết trơn á. Ai rồi giờ làm sao? Nó là ba con không lớn tuổi, không yếu, đi yếu ớt lắm, con nhờ thầy nuôi giùm ba con cho con đi có chồng đi thầy. Vì coi á, tại sao không kêu cái thằng kia nó sẵn rước mình mà nó rước cha mình luôn đi? Tại vì cha mình ông đâu có chịu tu, phải chi mà ông tu, ông niệm Phật á, thì còn có thể. Còn này ông không có chịu tu, không chịu ăn chay mà kêu nuôi ông là nuôi sao? Vì coi á, nó không nở mà phải có chồng, rồi kêu nuôi giùm để mà đi có chồng. Tại sao? Ngồi ở đây nghe, có bé thằng trai nghe, sau này mình cứ vợ mà gặp ngay gia đình bên vợ chỉ còn một người cha một người mẹ, thì mình nói rằng em à, cha mẹ già rồi em à, anh thương em thì anh thương cha mẹ của em, ngay cái ngày rước em cũng là ngày rước cha mẹ về nhà luôn. Mà hạnh phúc biết bao nhiêu mà nói quý vị. Chàng ơi, mình rước đứa con người ta mà mình để cha ta nằm cho hỏn đó. Tôi nói kiểu này về ăn cũng không vô. Hiểu ăn không? Nó khó có hạnh phúc được lắm quý vị ơi, là quý vị. Khi mình mà chăn gói bên chồng mình nhớ lại cha già thì còn gì mà chăn gói được. Thấy chưa? Ngồi suy nghĩ đi. Nên mình thương vợ thì mình thương cha mẹ vợ, mình thương chồng thì mình thương cha mẹ chồng. Mình thương chồng mình bảo vệ cái uy tín cho chồng. Là đối với gia đình bên chồng mình phải đàng hoàng. Như vậy thì chồng càng nể nang mình. Đừng có dội vàng mình nói rằng là ông đối xử với cha mẹ tôi sao thì tôi đối xử với cha mẹ ông vậy tầm bậy. Mình muốn chuyển hóa người ta thì trước nhất mình phải đối xử với cha mẹ người ta cho đàng hoàng đi, rồi người ta sẽ mở cái tâm ra đối xử với cha mẹ mình tốt. Này là cái quan trọng lắm đó, cực kỳ quan trọng luôn. Mà đây là cái gầy dựng cho con mình nhìn thấy để tương lai con mình đối xử với mình như thế nào là do cái hành động của mình đó. Những đứa nói dạy con cỡ nào cũng không bằng là hành động của mình đối xử với cha mẹ mình. Vì cái hành động mình đối xử với cha mẹ mình sao thì con mình sẽ đối xử với mình như vậy, chắc chắn luôn đó. Nên á, đừng có hổ kiểu mà mẹ mà nói đến giật một giật hai, trời con chạy cái thứ này nó hổ quá đạt.
cái đứa này thế nào cũng bị à. Cái kiểu mà đang hổn mẹ mà la đến cái tá rồi nó dính cái miệng luôn cho biết. Ừ, hổn mà. Nó câu chuyện mới kể hồi sáng đó, ngồi ăn cơm này mới kể, qua bển giảng cũng kể đó. Ba bốn thằng con trai không tròn tâm nguyện của cha. Hai vợ chồng này biết tu thì tròn tâm nguyện của cha, mà ba thằng kia bao vây lại không cho, không cho tròn tâm nguyện của cha. Cuối cùng một thằng đang chạy xe, đúng vô chiếc xe hàng, lộn mèo nằm trong bệnh viện. Một cái thằng, một cái thằng đang hút thuốc phì phà tự nhiên bị tim, nằm tại chỗ luôn. Hai thằng, một thằng thứ ba, thằng này cũng bị giật của, con thì bị bệnh gì không có thuốc trị, tự nhiên gia đình tùm lum tùm la chuyện hết trơn. Kinh khủng không? Đó là gì quý vị biết không? Tổn đức. Nên cha mẹ mà có tâm nguyện á, cố gắng làm theo tâm nguyện đúng, nghe không? Chứ làm sai đừng có làm. Cha mẹ mình kiểu mà không hiểu đạo quý vị, giống như câu chuyện như Đức kể cho quý vị nghe. Ông cha này á, ngày xưa người ta nói đàn ông năm thê bảy thiếp vị. Đàn ông người ta có quyền nhiều vợ, nhưng đàn bà chính chiên chỉ có một thằng thôi. Hiểu chưa? Phụ nữ chỉ có một thôi. Nhớ chưa? Không được hai. Hiểu không? Còn đàn ông có quyền được 5, 7. Nhưng bây giờ nghèo quá, cũng một thôi. Quý vị biết tại sao mà, tại sao mà ngày xưa mà người ta trọng cái chuyện mà cứ vợ nhiều không quý vị? Vì ngày xưa người ta, cái nguyên lý người ta nghĩ rằng là con cháu đông đúc gọi là nhà có phúc. Đó. Còn bây giờ mà con cháu đông mà nuôi không được, mà dạy không xong nó quậy banh nhà, chứ không có phúc đâu. Hiểu không? Ngày xưa ta nói ta sanh con đông mà nghèo, ta nói là trời sanh voi sanh cỏ. Sau này trong cái thời hiện đại nó nói rằng cỏ bây giờ bị diệt hết trơn, voi cũng chết tới con ơn. Chèn ơn, cỏ có ăn mà. Nên từ nơi đó bây giờ thôi, một vợ một chồng, khỏi sợ sida. Thì bị biết rằng là cái ông cha này á, ổng có người vợ nhỏ mà trẻ lắm, ổng thương lắm nghe. Mà khi ông già ông gần chết, ông di chúc cho hai thằng con trai rằng sau này mà lúc đó ông tỉnh, ông nói nè: cha chết đi, hai con coi chỗ nào gả người vợ lẽ này, cha rất thương, gả cho yên bề gia thất đàng hoàng, cho hạnh phúc. Khi ông gần chết thì ông di chúc khác lại, ông mê xả, ông nói nè: khi cha chết đi nhớ giết nó chôn cùng với cha. Khi mà ổng chết một cái thì thằng em định giết. Ngày xưa ta nói chồng chúa vợ tôi, quý vị, người phụ nữ ngày xưa hạ giá lắm, không có giá gì đâu. Ở bên Trung Hoa mà khi mà người ta sanh con gái người ta giết luôn, trắng nước chết. Ta nói rằng nữ sanh ngoại tộc. Nên quý vị, bây giờ tội nghiệp con gái, quý vị biết biết á, có nhiều khi á người ta nói truyền nam không truyền nữ, gọi là một cái nghề gì gia truyền là truyền nam không truyền nữ. Ta nói nữ sanh ngoại tộc, nên cuối cùng nữ rẻ rề à. Đó, mà ngày xưa là người ta có một cái chế độ gọi là mua vợ, quý vị, mua thiếp, thấy không? Thì quý vị biết rằng á, thằng anh á thì nó hiểu cái chuyện cha di chúc cái lúc mà cha tỉnh. Thằng em định giết con nhỏ này để chôn cùng với cha. Anh nói một câu vậy nè: ta hiếu với cha nhưng phải nghe lời cha lúc cha tỉnh tao. Nghe không? Nên ông bà cha mẹ mình lúc chưa tu, ngày xưa ăn mặn ăn thịt sát sanh hại vật, chúng ta bây giờ biết đạo cúng chay không cúng mặn. Vì sao?
Vì chúng ta đời sau nhưng chúng ta lại gặp Phật pháp hơn cha mẹ. Ông bà cha mẹ mình ngày xưa lại không gặp Phật pháp. Chúng ta phải cúng chay, chứ đừng có nói ba, hồi xưa ba ta thèm gà luộc chấm muối tiêu. Hôm nay đám giỗ của ba, con cũng luộc mười mấy con gà con cúng cho ba nè bà. Ba về đây ba ăn đi ba. Gặp mà ông ba ông thò tay ra ông bẻ cái đùi nó chết vô trời ạ. Xanh mặt xanh mày hết. Quý vị coi cúng mà có ai bẻ cái đùi gà không? Rồi cuối cùng ai bẻ? Minh bẻ. Thấy chưa? Cuối cùng cúng mà ai ăn? Mà cha mẹ còn sống thì không cho ăn, mà khi chết ai ăn? Cúng cho nhiều ai ăn? Toàn là mình ăn không à. Vậy thì cúng chay là tốt nhất để cầu phúc cho cha mẹ của mình được siêu thoát. Thấy không? Đúng rồi đó. Quá đúng quý vị. Nên qua cái bài giảng này các con mới hiểu sâu nhân quả, nghe không? Sau này mấy đứa nhỏ lớn lên, nếu mà có làm công việc gì nhà nước đồ không có được lãng quạng nghe. Không có được rút tỉa công quỹ của nhà nước, nghe chưa? Nhớ nè, lấy tiền của một xã thì trả cho một xã, lấy tiền cho một huyện thì trả cho một huyện, lấy tiền một tỉnh thì trả cho một tỉnh. Vì cái xã đó người ta gom tiền lại thành cái quỹ, mà mình lấy tiền quỹ là mình thiếu nợ của một xã. Cái huyện này gom tiền huyện thì chúng ta lấy tiền của huyện thì trả cho một huyện. Cái tỉnh này là gom tiền của một tỉnh, gom lại là thành của công, mà lấy tiền đó là thành trả cho một tỉnh. Còn lấy tiền của nước, cả một nước, thì trả nợ cho cả một cái nước này. Bao nhiêu con người mình phải trả? Tại vì xu thế người ta tổng kết từ dưới tràn lên tới trên. Vậy thì đồng tiền này là công quỹ của nhà nước. Nếu như các con lấy là phải thiếu nợ một nước. Cái quả báo này ghê lắm. Còn nếu như đi vô chùa mà ăn cắp của Tam Bảo mà tham, thì đây là của tặng hư không khắp pháp giới. Kinh khủng lắm đó, không phải giỡn đâu nghe. Nên sau này mấy đứa nhỏ này nhớ lời Nhân Đức nói nghe các con. Sau này lớn lên học nghề này nghề nọ phải đàng hoàng. Ông chủ ông không đàng hoàng nhưng mình phải nghiêm túc đàng hoàng. Tại vì mình gieo nhân gì mình gặt quả nấy à. Chứ đừng có mà ông chủ tệ bạc mình phá của đồ đạc người ta là mình có tội đó. Không đúng đâu. Hiểu không? Có nhiều người ngoài đời đi làm mà gặp ông chủ mà ông tệ, nó đem đồ nó đập, nó phá của người ta cho hư. Sai rồi. Ông làm sai ông chịu quả báo, còn mình phải làm đúng chứ à. Đúng không? Hồi sáng thứ bảy bên kia Nhà Đức giảng pháp có kể câu chuyện. Câu chuyện rất là hay về nhân quả. Hôm nay kể cho đại chúng nghe và nhất là các cháu nhỏ được nghe. Ấn Tổ nghe nói một câu rất hay. Dạy nhân quả còn quan trọng hơn luân lý đạo đức. Câu chuyện này người ta có đóng phim luôn các con. Bên Trung Hoa người ta đóng phim, bộ phim. Các con khi nghe câu chuyện này sau này lớn lên á, dù như các con có học và các con có làm cái việc gì các con không dám. Cái câu chuyện này là cái ông này ổng làm quan. Mà cái năm đó người ta bị hạn hán, ta đói. Cái bộ phim này có luôn á. Mà khi triều đình ta đưa của cải xuống để cho ông đi cứu đói. Vậy mà ông lấy bớt lại, dụ như 10 phần ông lấy 7 phần. Chia ra 3 phần cho anh ta. Thì người ta đói quá đói, ta chết. Chết thiệt là đông, chết nhiều dữ lắm luôn. Thì ông với thêm 2 ông làm quan nữa, chia ra. Ông là được chia nhiều nhất. Vậy đó các con. Sau này gia đình ông sanh ra một thằng con trai, nó quậy còn hơn cái gì, nó phá gia chi tử. Rồi có đêm đó ông nằm ngủ, nửa đêm thì đầu trâu mặt ngựa đến cuộc đồi tối vô cần cổ ông, xiết cổ ông và ọc máu chết tại chỗ. Ông có đúng thằng con trai cũng chết luôn.
Sau này khi gia đình cầu hồn thì nói rằng cầu hồn được con trai mà không cầu hồn được cha, vì cha tạo tội nghiệp quá nặng. Thì gia đình đều thấy ông sau này làm thiện, sao mà ông là tạo nghiệp được. Chờm sớm đều gọi ông là thiện nhân, giúp quá nhiều người. Ông giàu quá, sau này ông mới hiểu ra rằng cái đồng tiền ông có được là ông tạo tội nghiệp quá nặng, làm cho bao nhiêu người chết. Nên sau này ông giống như hối lỗi, ông làm thiện, mà người ta đều gọi ông là thiện nhân. Nhưng mà nó cũng không thể nào bù đắp qua cái chuyện ông làm bao nhiêu con người chết đó. Nên trong nhà Phật rất rõ ràng, mình tạo tội thì mình hưởng tội, mình tạo phước mình hưởng phước. Cái nào phát triển trước thì nó tiến trước, còn cái nào mà phát triển sau thì nó lùi lại. Thì các con biết rằng là ông chết ông bị đọ, gọi hồn để mà cầu hồn không được. Người con trai nói gì? Mà người con trai còn nói rằng là còn hai người bạn làm quan chưa chết, mẹ đi tìm hiểu đi. Đi tìm hiểu, bà không tin, bà thấy chồng bà rất là thiện, sao mà lại làm ác dữ vậy? Thì mới đi tìm hai ông quan kia hỏi. Hai ông quan đã nói đúng rồi, năm xưa chúng tôi ăn chặn bớt tiền bạc của công để mong gia đình làm giàu. Cuối cùng bây giờ hai chúng tôi có tiền hưởng không được, nằm liệt giường liệt chiếu mấy chục năm nay, muốn sống không được, muốn chết không yên. Bây giờ muốn chết chết không được. Còn ông kia ông đi rồi hả? À ông đi rồi, khỏe bớt cho ông. Nhưng không ngờ ông còn đi khổ hơn, đi đọa lạc. Nên vượt qua câu chuyện này các con nhớ, sau này các con có học phải tin sâu nhân quả. Những cái gì chính đôi tay mình tạo ra có tiền, mình làm đàng hoàng. Đừng có bao giờ hại người để lợi mình, các con sẽ chịu cái quả báo rất đáng sợ. Dù có giàu nhưng mà thật sự cuối cùng nó không được cái gì. Như ông này, ông có giàu nhưng ông có thằng trai cũng chết luôn, gia đình ông cũng tiêu tan. Ông thì chết bất đắc kỳ tử, đi đọa lạc, ọc máu ra mà chết. Kinh khủng không? Nên sau này các con á, có học nghe, làm việc cho nhà nước đồ này kia, các con phải làm cho đàng hoàng. Chúng ta thà đồng lương cho nó đàng hoàng, nghe không? Nếu như mà các con đàng hoàng, các con cũng không đến nỗi khổ đâu các con. Nó sẽ cho các con được cái hạnh phúc bình an. Nhưng mà cái người ta thịnh vượng trước mắt, nhưng mà cái quả kế bên, nên nguy hiểm lắm. Các con phải tin nhân quả, làm tốt là gặp tốt, làm không tốt là gặp không tốt à. Chắc chắn các con luôn. Nên mình mỗi ngày mà mình, dù mình nghèo mà mình sống an tâm, còn hơn là hai ông quan kia ông nói rằng ông có tiền mà từ khi có tiền tới giờ là nằm liệt giường luôn, khổ vô cùng, mà bận tâm đêm nào ngủ cũng gặp ác mộng, đêm nào ngủ cũng thấy người ta về đòi mạng hết chứ. Ông ăn không ngon ngủ không yên. Các con cũng coi nhiều câu chuyện phim mà rõ ràng luôn, khi đương thờ ác quá trời ác luôn, nhưng mà khi gần chết nghe, quan hồn nó đến nó tìm. Khi mình si phước là quan hồn đến tìm. Nên con người mà ngủ mà đêm nào cũng gặp ác mộng, đêm nào cũng gặp sự cố này kia, đêm nào cũng gặp chuyện đáng sợ là người này phước si. Phước si à. Đó. Nên các con khi nghe điều này, các con phải tin nhân tin quả. Những Đức nói rằng người xưa nghe các con có một câu chuyện như Đức coi qua trong Nhị Thập Tứ Hiếu. Hai anh em mà người anh rất là có hiếu, thì người anh nói với người em rằng bây giờ của cải của cha mẹ để lại anh đưa cho em hết luôn, anh chỉ có nhận một việc mà anh cần phải làm, đó là em để cho anh nuôi cha mẹ, còn của cải anh đưa cho em hết luôn, chỉ cần cho anh nuôi cha mẹ là được rồi. Có câu chuyện rất là rõ ràng như vậy luôn. Đó, người ta vì chuyện nuôi cha mẹ thôi, người ta không cần của cải. Không chi bây giờ mà mình mà anh em với nhau mà cha mẹ chia của mà mình còn chơi ít chơi nhiều. Tại sao chia cho anh nhiều, chia cho em nhiều, chia cho tôi ít? Tại sao chia cho cái nhà mặt tiền, chia tôi cái nhà đường hép? Tại sao mà bán có tiền? Bây giờ anh em thôi mà các con còn tính toán so đo gì? Các con thấy vậy tốt không? Đâu có tốt, nghe không? Anh em mà mình còn tính toán so đo gì, đối với người ta mình còn tính toán so đo cỡ nào? Nên
Mình sinh con, mình nuôi con, mình dạy con. Đừng bao giờ nói sau này mày nuôi tao nghe. Hồi xưa dưới quê ấy, những đứa ưa nghe câu này nè. Sanh được đứa con gái đẹp đẹp. Nói câu gì nè quý vị, dưới quê là ưa gì nè. Sau này nhỏ này gả Việt Kiều á nghe. Sai tiền đô đó nghe. Quý vị ơi, sau này học Phật mới hiểu. Nói cho quý vị nghe chứ. Cũng không sung sướng gì đâu quý vị ơi. Thật sự mà nói, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn ngon. Ngon ha. Ừ. Ví dụ giờ mình bước ra dù khổ cái nào cũng gặp người Việt Nam cùng cái tiếng nói. Còn giờ mình qua bên đó mà lỡ mình có khổ gì mình đi tìm ai? Mình bước ra cái mình sắp biết cái gì đâu. Nó, nhưng mà bây giờ mình đi tìm ai giúp mình đây? Nên từ nơi đó mà Nhân Đức nói rằng người Việt Nam của chúng ta nói chứ có nhiều thời gian nha quý vị. Nên quý vị mà qua bên nước ngoài, quý vị đi kiếm quán cà phê cốc uống không có đâu. Quán cốc ngồi dưới hè đồ chơi hiếm lắm. Tại vì sao? Vì người ta làm việc theo cái thời gian quy tắc người ta nhiều lắm. Mà cả bây giờ nước Nhật nghe, có Phật tử bên Nhật về nói nước Nhật bây giờ là tăng thêm sự làm việc. Cái thời gian mà đi về nghỉ là người ta không cho mình về nữa. Là làm xong có các nhà ở tại chỗ rồi phải làm luôn, không được đi về nhà. Hoàn toàn con người đi vào công việc làm luôn, không có thời gian để nghỉ ngơi gì hết trơn á. Làm việc suốt. Uống cà phê thì kêu cà phê lên trên phòng uống luôn, không có được ngồi nghiêu ngao như ở Việt Nam mình đâu. Việt Nam mình buổi sáng rồi ngồi uống cà phê dịp chân được. Chà cô mấy ông ở dưới quê mà nghèo nghèo chứ. Sáng cái là đi uống cà phê, uống nước trà, ngồi bắt đầu tin tức nghe. À tin này, nước kia, nước nọ. Nói chút bà vợ với lại nói đi về. Chàng ô, sáng nay không có gạo nấu. Sáng nay không có gạo nấu nè, mà ngồi đây nói chuyện trên trời dưới đất dí. À, bạn quần đùi ở chằng đi về. Đi về quê không phải có không? À, rất là nhiều luôn, không phải giỡn đâu nghe quý vị. Cuộc sống của mình vẫn có những ngày tháng được nghỉ ngơi, có giờ giấc nghỉ ngơi nhiều. Vì coi chùa mình nè, thứ bảy chủ nhật mà người ta còn về đông gì nè. Có cái người đó bình luận có cười lắm. Công nhận mấy bà này rảnh thế ghê. Ông bình luận gì đó quý vị? Nói công nhận rảnh thế ghê. Đó, đúng rồi. Người ta có thời gian để người ta dưỡng tâm mà không chịu rảnh làm chi. À, đúng không? À, Nhân Đức nói các con á, có những người nghe các con cứ bù đầu bù cổ hoài đi chăng nữa cũng không có gì nữa. Nhưng mà các con có những giây phút mà các con dưỡng cái tâm các con chút đi. Bây giờ vợ chồng mà đi về đây với con về đây cỡ nào cỡ chứ, nó vẫn có cái buổi gì sum họp của gia đình. Đi ra đây có nhậu ly bia nào đi rượu nào đâu. Nó chồng đi đến đây giết rồi cũng bỏ rượu luôn nữa. Nó mà vợ đi đến đây giết rồi càng ngày càng đẹp. Vui. Hiểu không? Khỏi thẩm mỹ viện gì hết quý vị. Nó đi lại ở đây khỏi cần thẩm mỹ viện. Chọc cười giết thôi. Chỗ nào cần thiết phát triển là phát triển, chỗ nào không cần thiết thì thôi. Được chưa? Đó. Vui á là đặc biệt nghe quý vị. À, một nụ cười và 10 thang thuốc bổ nha. Nó nên các con nghe những cái câu chuyện mà về nhân quả nó hay lắm. Nó rất là hay. Nên bản thân của mình á, có những cái giống như mình thiệt thòi nhưng mà các con không thiệt thòi. Còn có những người cho rằng là mình rất là khôn nhưng mình lại bị thiệt thòi. À, thiệt thòi nhất là đối với anh em mà tính toán á nghe. Nên các bé ở đây nghe, sau này lớn lên mà giành giật của cải với anh chị em là thua. Thua. Các con mà có phước nghe, tự nhiên nó giàu và ngộ lắm. Còn mà không có phước rồi có đem về nhà nó cũng nghèo nữa.
lạ kỳ, nó vào thời gian nó cũng bị tiêu à, nghe không? Nó nên á, các con nghe gì rồi mình không có dám bắt hiếu với cha mẹ. Dù là cha mẹ cái gì không phải, bản thân chúng ta không có dám hộ với cha mẹ đâu. Sau này các con có học giỏi cỡ nào nhưng đừng có lên mặt. Cha mẹ mà nói đến biết rồi, biết rồi. Mày nuôi mày học bây giờ tao nói với mày, mày cự tao hả mày? Biết rồi, nói hoài. Hiểu không? Nó tội nhất là học được vài cái tiếng Anh mà cha mẹ không biết tiếng Anh mà dám dùng tiếng Anh để chửi cha mẹ. Đây là cái tội cực kỳ tội luôn. Cho các con học mấy cái tiếng đó không phải để mà nói hỗn với cha mẹ đâu. Nó có nhiều đứa nít nó hỗn nha quý vị, nó dùng cái tiếng đó nó không, cha mẹ không biết á, nó nói lại á. Nó cuối cùng ông bà nói vậy nè: công nhận nhỏ học giỏi ghê luôn kìa. Ờ cuối cùng nó cười quý vị. Nó nói nè: công nhận gì đâu mà khờ ghê. Người ta nói nặng nói nhẹ mà không biết mà còn khen người ta giỏi. Thấy chưa? Nên những đức nói rằng cho con nó biết tiếng Việt còn hay hơn. Nó biết mấy cái tiếng của ông bà tổ tiên, nó biết mấy cái tiếng đạo đức làm người, nó biết mấy cái tiếng chân thật nó còn ngon hơn. Tuy là nó không biết tiếng anh, tiếng em, tiếng u, tiếng e gì, nhưng mà khi nó đã có đạo đức rồi nghe, sau này nó cần làm cái gì hay nó đi nước ngoài, nó đi mướn phiên dịch đi theo, nó nói cái gì với phiên dịch cho nó, cho người ta nghe. À, dạy cho con mình cái tiếng đạo đức đi quý vị, cho nó nhiều. Hiểu không? Nên từ nơi đó không cần biết nhiều đâu, nhưng chỉ cần có đạo đức là có cơ hội à. Đạo đức có xưa quý vị. Nếu ai nói đạo đức mà xưa là người này tiêu rồi đó. Ai mà nói đạo đức xưa thì những đức hỏi quý vị, con quý vị bắt hiếu với quý vị, không lẽ điều đó là nay sao? Nếu con bị có đạo đức thì nó là đúng rồi. Con mình có đạo đức thì con mình hiếu với mình. Còn con mình không có đạo đức thì nó bắt hiếu với mình. Không lẽ quý vị chi cầu con bắt hiếu? Ai mà không muốn con có hiếu quý vị? Muốn con có hiếu thì phải dạy cái gì? Tin sâu nhân quả. Bây giờ ở đây nghe, đứa bé nhỏ nào nghe mà cha mẹ mà nói đến mà kênh với cha mẹ là các con nghĩ biết được rồi đó. Tương lai cha con các con kênh các con, không nói dòng dôi. Vì mình kênh cha mẹ à. Có đứa bé nào ở đây mà cầm điện thoại bấm mà cha mẹ mà kêu đến ăn cơm mà dậm chân dậm cẳng không? Có không? Đưa tay coi. Cái đứa này ngoan quá chèn luôn nghe. Quá ngoan luôn. Rồi có đứa nào á mà cha mẹ sai đi mua đồ mà dám chẳng tiền lại xài không? À mấy đứa này ngoan lắm, không bao giờ vậy đâu, người ta biết mà. Mấy đứa trong chùa dạy người ta đàng hoàng lắm, không có vậy đâu. Bé nào vậy là sai rồi đó nghe. Hoặc là cha mẹ mà la đến á, có quay mặt là nghinh không? Có đứa nào vậy không? Có thì mình đưa tay lên thử đi, còn không có thì thôi. À thôi, cho anh chàng pháo tay, mấy đứa này thiệt ngoan luôn nghe. Đó. Các con nghe những đứa kể câu chuyện mà con bé nó nghinh mẹ nó chưa? Nó nghinh mẹ nó vậy nè. Mẹ nó kêu, nó đang bấm điện thoại nè, bấm, nó chú tâm lắm nghe. Mít ơi mít, ăn cơm con ơi. Mít ăn cơm. Nó quay lại nói nè: mít chứ. Bấm chút nữa. Ăn cơm liền con ơi, cơm nguội con ơi. Con, bà kêu hoài. Mệt ghê luôn á. Khỏi ăn luôn, nghỉ ăn rồi tôi bấm nè, bấm điện thoại. Cuối cùng nó liếc mẹ nó. Cái bữa đó trời đang chuyển mưa, nó cũng bấm, mẹ nó kêu nó liếc nữa. Nó quay lại nó liếc, đánh một cái rầm. Đang liếc gì nè. Đánh một cái rầm. Cuối cùng gì luôn.
Kinh khủng chưa? Thôi chúng vị an lạc vị ơi. Chúc vị vui vẻ nghe. Rồi bữa nay ai sinh nhật lên đây vị ưu. Chúng ta cười lên tiếng quý vị à. Cười thêm cái nữa coi. Cười còn nhỏ quá. Cười, cười giống như sờm nè. Yeah. Cười ra dạng ấu mình. Yeah. Giống hồi đó coi cái hài mà Bảo Chung ổng đi khám điện thổ á. Ổng lại nhà ngay cái bà này chồng mới chết. Cái ổng lợi cái bà này mới hỏi: "Ông đi đâu đó? Ông đi đâu đó ông làng?" Anh đi khám điện thổ chứ đi đâu. Ghê quá. Ơi, bây giờ những người nào mà sinh nhật bữa nay lên đây quý vị ơi. Chứ cười hay ghê chứ. Bây giờ mỗi lần mà gặp quý Phật tử đến gần nè. À, chắc nhột chẳng ống mịn chơi quá. Bây giờ chúng ta niệm Phật chút nè quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Chúc mừng sinh nhật vui vẻ an lạc nghe. À, chúng ta đem công đức niệm Phật nghe pháp để hồi hướng cho cha mẹ mình còn sống, cầu cho cha mẹ sức khỏe, và hồi hướng cho cha mẹ đã mất, cầu cho cha mẹ siêu thoát nha. Chúc vị an lạc vị ơi. Rồi chúng ta chắp tay lên hồi hướng nè quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh,
đồng sanh về tịnh độ. Chúc vị an lạc vị ơi. Chúc ở chùa mình mỗi tuần thứ bảy có lớp đạo làm con, các cháu về đây rất là đông. Các cháu này là toàn là thiện căn dày lắm nghe. Quý vị nhớ là con mà được đi đến chùa, được niệm Phật, được nghe đạo. Có những đứa con có khi mình dạy nó không được, nhưng mà nhờ cái phước đức chuyển hóa từ từ mình dạy nó được. Có những đứa con sau này lớn lên biết đâu nó bắt hiếu với mình, nhưng mà nhờ từ ban đầu cái cây non này mình uống lại thì biết đâu sau này nó có hiếu với mình. Nên cái việc mà đi đến chùa rồi nghe đạo, niệm Phật đồ, nghe nhân quả rất là quan trọng, rất là hay. Thêm nữa là chương trình chùa chúng ta xong rồi có lễ phóng sanh. Cái lễ phóng sanh này nó tiêu trừ nghiệp chướng rất là hay nha. Nên là chúng ta nguyện đem công đức hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, và cầu an cho toàn thể đại chúng, và cầu an cho ông bà cha mẹ của các cháu, và các cháu có sức khỏe và gia đình bình an hạnh phúc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em chúng ta trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, và tất cả những người chết chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này mà phát tâm niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và tất cả các cháu nhỏ, các con nhớ nghe, mình còn nhỏ được làm lễ phóng sanh rồi đó, nên trưởng dưỡng lòng từ con ruồi, con mũi, con kiến mình không có giết nghe không các con, đừng có đập mũi nghe không, nó còn muốn sống, nó lỡ nó chích mình á, mình không cho là thôi, mày nói tao ít máu lắm, mày lỡ nhỏ mặt kia kìa đuổi nó đi nghe không, đừng có đập nó nghe con, đập nó là mình mang tội nghe không. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình phóng sanh nè. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim này các con. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc ông bà cha mẹ của các cháu và các cháu an lạc vui vẻ nha.